Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 8 diễn ra trong ngày 26 tháng 8 đã xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo đó, bổ nhiệm 3 phó thủ tướng gồm các ông Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phước, Bùi Thanh Sơn. Với bước kiện toàn này, bộ máy lãnh đạo chính phủ hiện gồm thủ tướng và 5 phó thủ tướng. Ông Lê Minh Chí làm tranh án tòa án nhân dân tối cao, phó viện trưởng thường trực viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến giữ chức viện trưởng thay ông Lê Minh Chí Bí thư Khánh Hòa, Nguyễn Hải Ninh và Bí thư Yên Bái, Đỗ Đức Duy lần lượt được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường. Trước đó vào sáng 15 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, dự kiến kỳ họp Quốc hội tháng 10 sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng sớm được kiện toàn để bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh đối ngoại. Chính phủ có thêm 3 phó thủ tướng Quốc hội có 15 chiều 26 tháng 8 đã thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm phó thủ tướng với 432 trên 432 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, chiếm 89,91% tổng số đại biểu Quốc hội. Các ông Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phước, Bùi Thanh Sơn vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm phó thủ tướng sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo chính phủ gồm thủ tướng Phạm Minh Chính và năm phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Trần Hùng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phước và Bùi Thanh Sơn. Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, quê ở Quảng Ngãi, là giáo sư tiến sĩ luật. Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, 13, từ tháng 4 năm 2021, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13 và đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Sau khi học trường trung cấp Công an Hải Phòng rồi Đại học An ninh nhân dân, ông Bình bắt đầu công việc tại Công an huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với vị trí đội trưởng văn phòng rồi phó văn phòng tổng hợp, phó trưởng phòng nghiên cứu khoa học Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Ông Bình cũng dần kinh qua và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong ngành công an như phó trưởng phòng rồi trưởng phòng đấu tranh án công nghiệp, cục cảnh sát kinh tế C15, phó cục trưởng rồi cục trưởng cục C15, phó tổng cục trưởng, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Đầu năm 2006, ông Bình giữ vị trí phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát Bộ Công an kiêm cục trưởng cục cảnh sát điều tra án tham nhũng, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ông được thăng hàm thiếu tướng vào năm 2007. Một năm sau đó, ông được điều động về địa phương công tác với cương vị Phó Bí Thư, rồi Bí Thư tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ vị trí này 3 năm. Tháng 7 năm 2011, Quốc hội khóa 13 bầu ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Sau một nhiệm kỳ giữ công vị này, ông Bình đảm nhiệm công vị, tránh án tòa nhân dân và giữ vị trí này từ đó đến nay. Ông Hồ Đức Phước, sinh năm 1963, quê ở Nghệ An, Ông là tiến sĩ kinh tế, ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13 và là đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông Phước bắt đầu sự nghiệp bằng vị trí kế toán trong một xí nghiệp xây dựng ở Nghệ An, sau đó ông trở thành kế toán trưởng và kinh qua nhiều vị trí liên quan tài chính kế toán. Giữa năm 2000, ông Phước làm phó chủ tịch, rồi sau đó trở thành phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, trước khi được giao giữ cương vị phó chủ tịch tỉnh Nghệ An vào năm 2007. Sau 3 năm làm phó chủ tịch tỉnh ông Phước lần lượt nắm giữ các vị trí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, rồi Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. Hồi tháng 4 năm 2016, ông làm Tổng kiểm toán nhà nước và giữ cương vị này một nhiệm kỳ cho đến khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tài chính vào năm 2021. Ông Bùi Thanh Sơn, sinh năm 1962, quê ở Hà Nội, là thạc sĩ quan hệ quốc tế, ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15 và là đại sứ bậc 2 sự nghiệp của ông Bùi Thanh Sơn gắn liền với ngành ngoại giao. Giữa năm 1993, ông là chuyên viên, trưởng ban nghiên cứu Âu Mỹ, tránh văn phòng, tập sự, phó vụ trưởng, học viện quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao. Sau đó gần 3 năm, ông giữ vị trí phó vụ trưởng, phó giám đốc học viện quan hệ quốc tế, rồi dần trở thành vụ trưởng, vụ chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao, kiêm trợ lý bộ trưởng. Ông Sơn cũng từng là trưởng đoàn đàm phán hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu Hiệp định PCA Việt Nam EU cuối năm 2009, ông Bùi Thanh Sơn trở thành Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và giữ công vị này 6 năm trước khi là Thứ trưởng Thường trực. Ông được phong hàm đại sứ vào tháng 7 năm 2011, tháng 4 năm 2021, ông Sơn được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và đảm nhiệm công vị này từ đó đến nay. Ông Lê Minh Chí làm tranh án Tòa Nhân dân tối cao thay ông Nguyễn Hòa Bình. Cũng giống như ông Nguyễn Hòa Bình, ông Lê Minh Chí trưởng thành từ ngành công an Ông Chí từng có hơn 8 năm làm viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ông Lê Minh Chí sinh năm 1960, quê ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ông có trình độ cử nhân an ninh nhân dân và cử nhân luật. Ông Chí là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, ủy viên ban bí thư khóa 13 từ tháng 8 năm 2024 và đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông Lê Minh Chí bắt đầu sự nghiệp trong ngành công an sau khi tốt nghiệp trường Đại học An ninh nhân dân, nay là Học viện An ninh nhân dân. Ông Chí làm phó đội trưởng, phó trưởng phòng tham mưu an ninh Công an thành phố Hồ Chí Minh, rồi làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Giữa năm 1992, ông là cán bộ biệt phái cấp hàm trung tá an ninh, thư ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông lần lượt kinh qua nhiều vị trí công tác tại địa phương như Phó Tránh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1. Trước khi trở thành Phó Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm 2010, sau 3 năm làm phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Chí được Ban Bí thư điều động giữ chức phó trưởng ban nội chính Trung ương vào tháng 4 năm 2013 và giữ cương vị này 3 năm trước khi được bầu làm viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vào tháng 4 năm 2016. Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Việt Nam tránh án tòa nhân dân tối cao do quốc hội bầu miễn nhiệm bãi nhiệm theo đề nghị của chủ tịch nước nhiệm kỳ của tránh án tòa nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của quốc hội luật tổ chức tòa án nhân dân quy định tránh án tòa nhân dân tối cao có nhiệm vụ tổ chức công tác xét xử của tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc thẩm phán hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật tránh án cũng là chủ tọa phiên họp của hội đồng thẩm phán tòa nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của luật. Trình Chủ tịch nước đề xuất về trường hợp người bị kết án xin ân giảm án tử hình. Đây cũng là người có quyền trình quốc hội phê chuẩn việc đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức thẩm phán tòa nhân dân tối cao. Trình Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức phó tranh án tòa nhân dân tối cao, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức thẩm phán tòa nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Huy Tiến được bầu làm viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Phó viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến vừa được Quốc hội bầu giữ chức viện trưởng thay ông Lê Minh Chí. Ông Tiến cũng là cán bộ có thời gian dài công tác gắn với ngành kiểm sát. Với 439 trên 439 đại biểu Quốc hội có mặt đã bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao với ông Nguyễn Huy Tiến. Với việc Quốc hội thông qua nghị quyết này, ông Tiến trở thành người kế nhiệm ông Lê Minh Chí, người vừa được bầu giữ chức tránh án Tòa Nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Huy Tiến sinh năm 1968, có quá trình công tác gắn liền với ngành kiểm sát. Năm 2015, ông là viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Hai bí thư tỉnh ủy được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm bộ trưởng, Bí thư Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh và Bí thư Yên Bái Đỗ Đức Duy lần lượt được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng Tư pháp và bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường. Với nghị quyết này, ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng Tư pháp. Ông Ninh là người kế nhiệm ông Lê Thành Long trên cương vị này. Cùng với đó, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, Đỗ Đức Duy được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường thay ông Đặng Quốc Khánh. Ông Đỗ Đức Duy, sinh năm 1970, quê ở Thái Bình, có trình độ thạc sĩ xây dựng. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và đại biểu Quốc hội khóa 15. Trước khi giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý, ông Đỗ Đức Duy từng là kỹ sư thiết kế kết cấu công trình, giảng viên khoa xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Tháng 4 năm 2002, ông được biệt phái sang công tác tại vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng sau đó thành chuyên viên rồi phó vụ trưởng tại đơn vị này. Đến cuối năm 2012, ông giữ chức Tránh văn phòng Bộ Xây dựng và trở thành thứ trưởng. Gần 3 năm sau đó, ông Duy tiếp tục được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái và giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Vào đầu năm 2017, sau đó được bầu là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. 3 năm sau, ông được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Yên Bái quá 19 nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối và đảm nhiệm cương vị này cho đến khi được Quốc hội khóa 15 phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường. Ông Nguyễn Hải Ninh, sinh năm 1976, quê ở Hưng Yên. Ông vào đảng năm 1998 khi đang là sinh viên trường đại học luật Hà Nội, hiện có trình độ tiến sĩ luật, cử nhân hành chính. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 dự khuyết 13 năm 2006. Ông Nguyễn Hải Ninh công tác tại Ban nội chính Trung ương với vai trò Phó vụ trưởng vụ pháp luật. Một năm sau, Ông đảm nhiệm vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách Tư pháp của Văn phòng Trung ương Đảng trước khi trở thành Vụ trưởng, thư ký của Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Cuối năm 2014, ông được Trung ương luân chuyển tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắc giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, ông được bầu là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng. Giữa năm 2016, ông Ninh giữ chức Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc, nhiệm kỳ 2016-2021. Trước khi được phân công giữ chức vụ Phó Tránh Văn phòng Trung ương vào tháng 3 năm 2019. Tháng 4 năm 2021, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông thôi giữ chức Phó Tránh Văn phòng Trung ương Đảng để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Vai trò quan trọng của ngành tòa án và ngành kiểm sát nhân dân ngành tòa án và ngành kiểm sát nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm hệ thống pháp luật được thực hiện nghiêm minh, góp phần tích cực vào công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực theo chủ trương của đảng và nhà nước. Ngành tòa án là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong thời gian qua, số lượng các loại vụ án phải thụ lý giải quyết tăng nhiều và có tính chất ngày càng phức tạp so với cùng kỳ của 5 năm trước. Số lượng các vụ án phải giải quyết tăng 507.849 vụ, đặc biệt năm 2022, số lượng các loại vụ việc thụ lý tăng 29.944 vụ so với năm trước. Tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan được hạn chế ở mức thấp, hầu hết các vụ việc được giải quyết trong thời hạn quy định của pháp luật. Công tác tổng kết thực tiễn, xét xử tiếp tục được tăng cường cả về phương thức thực hiện cũng như chất lượng. Công tác phát triển án lệ được chú trọng ban hành. Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến theo nghị quyết số 33 2021, QH15 của Quốc hội được tích cực triển khai thực hiện. Vai trò của ngành tư pháp với hoạt động đặc thù thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra. Hơn 10 năm qua, với khối lượng công việc phải thực hiện tăng lên gấp đôi, như lĩnh vực hình sự tăng khoảng 10% trên năm, lĩnh vực hành chính dân sự, kinh doanh thương mại tăng khoảng 10% tới 12% trên năm, có năm tăng 15%. Song với phương châm đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, thực chất, hiệu quả, liêm chính, vượt khó, chuyên nghiệp toàn ngành kiểm sát đã thực hiện nhiệm vụ khá toàn diện trên tất cả các mặt, từ đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng công tác cán bộ cho đến việc thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp về hình sự, công tác kiểm sát việc giải quyết các án hành chính, vụ việc dân sự, kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự, hành chính, việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm cũng được chú trọng nâng cao về chất lượng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.